trước chất xám sẽ ngắn hơn, có hình tứ giác. Sừng sau của chất xám sẽ ốm, thon và dài hơn. Cô lấy cái ví dụ, nếu chụp hình hai hàng với cô, thì cái người đứng ở phía trước phải thấp hay cao? Thấp. Mà người đằng sau thì phải cao hơn mới thấy mặt. Nè, ai đứng đằng trước là những người là thấp thấp, có nghĩa là ngắn ngắn thôi. Mà cao cao là dài dài. Cái này nói đùa thôi nhưng để cho các bạn dễ học bài. Sừng mà ngắn ta. Sừng sau chất xám nó ngắn hay dài? Rồi, bạn cái sừng nào chứa tế bào neuron vận động? Sừng trước chất xám chứa tế bào neuron vận động. Vậy thì ở ngoài chất trắng sẽ chứa cái gì? Chứa sợi thần kinh có myelin. Cảm ơn bạn.